Mắt răng implant toàn hàm, ăn nhai khó khăn, tiêu xương hàm, phát âm khó khăn, mất thẩm mỹ gương mặt. Trong răng implant công nghệ ShapeTech, giải pháp hiệu quả, an toàn, bền vững cho người mất răng. Xin chào cô chú, anh chị. Trồng răng implant hiện nay là phương pháp phục hình răng mất phổ biến nhất hiện nay. Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất khi thực hiện cấy ghép implant đó chính là yếu tố nào tác động đến tuổi thọ implant toàn hàm. Ngày hôm nay, tôi sẽ giúp cô chú, anh chị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên, có thể khẳng định răng implant có tuổi thọ cao hơn rất nhiều so với phương pháp khác như làm cầu răng sứ, hàm tháo lắp, v.v. Bởi trụ răng được thiết kế gen xoắn, nhanh chóng tái tạo, liên kết tốt với các tế bào xương, mô máu và tồn tại lâu dài trong khung hàm. Bên cạnh đó, chất liệu titanium nguyên chất của trụ implant có khả năng tương hợp sinh học cao, an toàn theo thời gian. Tuy nhiên, tuổi thọ của răng implant, nhất là răng implant toàn hàm cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cụ thể như loại trụ khách hàng sử dụng, công nghệ trồng răng, trình độ bác sĩ hoặc cách vệ sinh răng miệng sau khi lắp. Thứ nhất, về loại trụ implant, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm trụ implant có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, các dòng cao cấp đến từ Thụy Sĩ, Thụy Điển. Người bệnh cần có sự lựa chọn loại trụ có chất lượng tốt, tăng khả năng tương hợp với cung hàm. Việc sử dụng dòng trụ kém chất lượng sẽ khó có thể sử dụng lâu dài bởi nguy cơ làm tăng khả năng đào thải. Ngoài ra, chúng còn gây nên tình trạng viêm níu, nhiễm trùng, v.v. Thứ hai, công nghệ trồng răng cũng quyết định rất lớn đến tỷ lệ thành công và độ bền khi trồng răng implant. Hiện nay, công nghệ ShapeTech với sự phức hợp bộ đôi công nghệ SmartTech và StopHut giúp bác sĩ lên kế hoạch điều trị an toàn, không đau, kết quả bền vững, lâu dài. Cụ thể, từ những dữ liệu trên hệ thống máy scan CT Combin sau khi đưa vào xử lý công nghệ số hóa SmartTech sẽ tạo ra hình ảnh 3D giúp bác sĩ quan sát chính xác cấu trúc xương hàm, mật độ xương, hệ thống xoang hàm, hệ thống dây thần kinh, nướu răng, v.v. Từ đó đưa ra phương pháp điều trị an toàn, đảm bảo kết quả tốt nhất. Thứ ba, kinh nghiệm cấy ghép của bác sĩ. Quá trình trồng răng implant đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm của bác sĩ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tích hợp trụ implant với xương hàm. Sự thành công của ca cấy ghép implant phụ thuộc 90% trình độ tay nghề của bác sĩ. Răng implant có tuổi thọ lâu dài khi tích hợp tốt với cung hàm. Vì vậy, nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm, không kiểm soát được tình trạng trong cung hàm thì có thể xảy ra các rủi ro không đáng có. Yếu tố thứ tư tác động đến tuổi thọ răng implant toàn hàm đó chính là chế độ chăm sóc răng miệng sau khi lắp. Việc thực hiện vệ sinh đúng cách sẽ giúp bảo vệ vùng níu, mô mềm tiếp xúc với trụ, hạn chế sự tấn công của vi khuẩn. Khi tình trạng răng miệng có sức khỏe tốt thì tuổi thọ implant sẽ tăng cao. Nha khoa Lạc Việt Intech hiện đang là cơ sở cấy ghép implant chuyên sâu hàng đầu với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Tại đây, công nghệ ShapeTech kết hợp với trang thiết bị máy móc hiện đại giúp quy trình trồng răng implant diễn ra an toàn, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngoài ra, dựa trên nhu cầu và tài chính của khách hàng, chúng tôi sẽ có những tư vấn chi tiết giúp bạn lựa chọn loại trụ implant phù hợp và có tuổi thọ cao nhất. Nha khoa Lạc Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.